Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và mình là Sơn đến từ Mô tô Tuấn Phát. Hôm nay mình xin giới thiệu anh em bộ đồ chơi số 6 mà mình sẽ trang bị lên chiếc xe của mình. Đó chính là bộ bảo vệ giảm sóc trước. Bộ bảo vệ giảm sóc trước bên mình được thiết kế và sản xuất bằng chất liệu nhôm nguyên khối, trải qua quy trình công nghệ CNC hiện đại, sắc nét đến từng góc cạnh, kết hợp cùng với công nghệ sơn Pilot của Nhật Bản, sáng bóng đến từng chi tiết. Bộ giảm sóc trước này có công dụng bảo vệ cho cặp phuộc upside down của anh em trong quá trình anh em vận hành xe di chuyển trên những cung đường có thể bị sỏi đá bắn vào. Và bộ giảm sóc này không chỉ thế còn làm đẹp cho chiếc xe của anh em, tạo điểm nhấn và tăng giá trị cho chiếc xe của anh em cùng giá trị thẩm mỹ. Và sau đây mình xin giới thiệu anh em quy trình lắp bộ bảo vệ giảm sóc trước lên chiếc R15 V3 của mình. Mời anh em cùng đón xem. Sau đây mình xin giới thiệu với anh em quy trình lắp bộ giảm sóc bảo vệ giảm sóc trước này lên chiếc xe của anh em. Đầu tiên trong bộ bảo vệ giảm sóc trước ở bên mình bán sẽ có một bộ để lắp hai bên trái và phải và một túi ốc đi. Túi ốc bên mình sẽ gồm 4 con ốc và 4 cục can nhôm bằng chất liệu nhôm CLC. Để lắp được anh em cần một chiếc lục giác 4 và một chiếc lục giác 5. Ở đây mình có một bộ khá là tiện lợi, có cả một lục giác 4 và lục giác 5 luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp, anh em cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta dùng lục giác 4 tháo chiếc ốc zin trên xe. Và bên kia cũng vậy. Giờ mình sẽ bắt đầu lắp. Đầu tiên anh em chú ý thao tác của mình. Bây giờ anh em cần dùng lục giác 5 để vặn chặt ốc. Kia khoan
đinh lên đây thì nó bạn mẹ đinh mẹ cái mình cứ cái bôi bảng một cái chiếc bảng đi không khí nhỉ một chiếc cái tháp nó rất kinh nhé thì tôi vẫn không chấp nhận đây để tôi bắt đầu đây lấy cái bô này kìa thì trước sau này mình ra đi ăn ngoài là chủ yếu là mình xem là nó bao nhiêu nếu mà nó mà vừa thì để mình còn chơi một cái đôi giảm sóc dầu làm xong cái sóc này của nó bao nhiêu sóc cái khác ấy nó có đủ dầu không sống không? Còn nếu mà nó ám mà nó mất nhiều rồi thì mình để nếu mà có thể mình chơi sóc cái sau chưa vào này kính phải ghi ra đây luôn nhé, cái này giá đây là 7 triệu, à là 6 triệu rồi. Phải tính cả tiền công luôn nhá. Tính hết vào đấy luôn để tính. Các bạn nói cái tiền công cháu chưa làm cái này thì nó cũng chưa biết. Còn cứ ăn ám, ngày giờ mà nó biết, thế. Rồi thì mình cứ ăn ám đi. Lúc đó có chênh lệch mà nó chỉ chênh lệch tầm triệu hoặc là 5-700 thì còn được. Là cái kim chân gió này mình có cần phải lấy ngay không? Cái kim chân gió làm cao quá. Và như vậy là mình đã lắp xong bộ bảo vệ giảm sóc trước cho chiếc xe của mình. Chúc anh em thành công.